kẻ đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn khi đánh bài ra đầu thú. Sau cuộc nhậu, chủ nhà đi ngủ, sau đó thức dậy thì tá hỏa phát hiện người khách mời nằm chết trên bộ ván phía trước. Ngày 4 tháng 9, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau nhiều giờ vận động thuyết phục, đến trưa 4 tháng 9, Nguyễn Đình Minh, 49 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã đến trụ sở công an xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình đầu thú. Trước đó, lúc 11 giờ ngày 3 tháng 9, tại ông Phan Quốc Yên tổ chức cúng rẫy ở xã Phan Sơn và có mời ông Nguyễn Văn Giang, 49 tuổi, Nguyễn Đình Minh và ba người khác đến cho rẫy mình nhậu. Sau khi nhậu xong, ông Minh cùng ông Giang và hai người khác ngồi lại chơi đánh bài, riêng chủ nhà đi ngủ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, giữa ông Minh và ông Giang xảy ra mâu thuẫn trong việc chung tiền, thấy ồn ào hai người bạn bỏ về. Đến 21 giờ, chủ nhà là ông Phan Quốc Yên ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện khách mời là ông Nguyễn Văn Giang đã nằm chết ở bộ ván trước nhà nên trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và các phòng chức năng của công an tỉnh điều tra xác minh. Lấy lời khai những người liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y khám nghiệm tử thi của ông Nguyễn Văn Giang. Bước đầu xác định, ông Giang bị đâm nhiều nhát ở chân dẫn đến mất máu và tử vong. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân do mâu thuẫn. Vụ việc đang được điều tra. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.